không khí vui tươi phấn khởi của những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 40 năm ngày thành lập câu lạc bộ cán bộ hưu trí tỉnh Bến Tre, 14 tháng 5 1984, 14 tháng 5 năm 2024, ôn lại kỷ niệm trong quá trình 40 năm thành lập và phát triển câu lạc bộ, nhằm phát huy thành quả đạt được, tạo niềm tin để cùng nhau nâng cao chất lượng sinh hoạt trong thời gian tới. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Thanh Hiếu, chủ nhiệm câu lạc bộ cán bộ hưu trí tỉnh Bến Tre. Thưa ông, thì câu lạc bộ cán bộ hưu trí của tỉnh từ lâu đã trở thành nơi để cán bộ công chức nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh sinh hoạt, gặp gỡ nhau, cũng là cái nơi trung tâm thực hiện cái mục đích sống vui, sống khỏe và sống có ích. Thì thưa ông, trong thời gian qua câu lạc bộ cán bộ hưu trí của tỉnh mình đã có những cái kết quả nổi bật như thế nào? Như chúng ta đều biết, câu lạc bộ cán bộ hưu trí tỉnh Bến Tre được thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1984. Trải qua 40 năm tổ chức và hoạt động, câu lạc bộ đã từng bước ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đông đảo cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ở trong đó thì cơ cấu tổ chức và bộ máy của câu lạc bộ đã từng bước hình thành và đi vào ổn định cho đến ngày hôm nay. Trải qua 40 năm, các hoạt động của câu lạc bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về sinh hoạt thời sự chính trị và chế độ sinh hoạt câu lạc bộ. Trong quá trình tham gia hoạt động câu lạc bộ, nhiều hội viên đã để lại tấm gương sáng, hết lòng, hết sức, tiếp tục cống hiến cho dân cho nước, được lãnh đạo đảng, nhà nước tôn vinh, khen thưởng và ghi nhận. Về thực hiện chế độ chính sách của câu lạc bộ cho hội viên, với cả tấm lòng bằng mừng thọ và lưu niệm, hoạt động tham quan về nguồn, chịu tổ chức thăm hỏi hội viên bị đau bệnh đã góp phần tạo niềm vui, thôi thúc các cụ ra sức rèn luyện để tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm với câu lạc bộ các tỉnh, hoạt động văn nghệ, thể thao, giải trí, chăm lo sức khỏe hội viên được câu lạc bộ cán bộ hưu trí của tỉnh quan tâm tổ chức, thực hiện, và hội viên thì tích cực tham gia. Thưa ông, thì với phương châm là sống vui, sống khỏe, sống có nghĩa tình và sống có ích với gia đình và xã hội, nhiều hội viên đã phát huy được cái hiệu quả vai trò nòng cốt của người cán bộ đảng viên gương mẫu trong việc thực hiện phong trào an sinh xã hội tại địa phương. Ông có thể cho biết là trong thời gian tới những cái hoạt động nào mà câu lạc bộ hưu trí tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện không ạ? Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và tìm cách khắc phục những hạn chế vừa qua. Câu lạc bộ cán bộ hưu trí của tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Trước hết, thì ban chủ nhiệm của câu lạc bộ sẽ ra sức giữ tốt các nền nếp hoạt động sinh hoạt định kỳ của hội viên câu lạc bộ, nâng cao chất lượng, kịp thời thông tin thời sự về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, tranh thủ sự hỗ trợ của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, tìm nguồn thông tin chính thống của Đảng và nhà nước nhằm cập nhật, bổ sung tình hình toàn diện cả trong và ngoài nước để mỗi hội viên thông suốt, tạo nòng cốt cho từng địa phương cơ sở. Thứ hai là đóng góp có hiệu quả vào dự thảo văn kiện đại hội các cấp. Sau đại hội thì phát huy vai trò nòng cốt tại các chi bộ đảng để quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, góp phần tạo động lực cho các phong trào cách mạng tại địa phương và cơ sở. Thứ ba là tích cực vận động hội viên câu lạc bộ cán bộ hưu trí của tỉnh có điều kiện tham gia các phong trào rèn luyện thân thể, dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe tại câu lạc bộ cán bộ hưu trí của tỉnh và tại cái trung tâm văn hóa điện ảnh của tỉnh. Và cuối cùng là nghiên cứu từng bước cải thiện phương thức sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết đại hội của câu lạc bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.